làm ấm cái chân. Làm ấm chân là sao? Làm ấm chân là sao? Luôn luôn, nói luôn. À, tức là cái này là mới ghê lắm. Tức là mọi người nhìn nè, cái cách á, tôi nói mọi người nhìn cho dễ ha, thì thứ nhất là mình phải mang cái đồ giới trước, chiếc giới vô trước đây, thấy chưa? Ok, mang giới vô trước đây, chị biết không, nó bảo vệ. Nhất là mấy người mà coi tiểu đường coi chừng ha, bị nó nóng không ai là bỏng là tiêu á. Nhưng mà mình á là mang đồ giới vô rồi, sao chiếc giới xong rồi, mọi người đây, đây là đặt tên là đôi khi bây giờ. Sau khi làm nóng xong rồi thì bắt đầu ta mở ra, thấy chưa? Rồi ta lấy cái gân nha, đừng có tự nhiên thấy tôi làm về nhà cũng thò tay làm luôn, phỏng mẹ tay. Nhưng mà gân á là ta mang vô vậy, là ta đút vô, ok? Đây. Khi đút vô xong rồi ta xếp lại, thì cái hơi nóng dưỡng này là, và chúng ta đút cái này vô đây, mang vô là chúng ta có thể ngủ được rồi. Nhưng mà tôi á, thì tôi thấy hay cho nè, nhiều khi nó không có chạm được tiếp đâu, khi mình nằm ngủ á, cái nó lay rồi nè, nhìn nè, nó đâu có đụng vô chân mình đâu. Cũng có, còn hơi ấm này. À, rồi mình trùm mình lại, thì cái hơi nóng nó quả hết lên đây. Chứ không phải là cái chân mình đạp lên, chạm trực tiếp đâu nha. Là mình khi mình nằm cái chân mình quẹo vậy nè, thì nó đã xích ra rồi. Khi mình trùm mền vô xong rồi á, thì là nó ấm hết cái chân mình, ngủ ngon chết bỏ. Cho nên đối với những người mà mọi người nói chung mất ngủ kinh niên mà dùng thuốc kinh niên á, mọi người cứ dùng cho tôi 3 cặp, một cặp chờ bán gan, một cặp chờ bán cổ, và một cặp để hai lần một chân là ngủ ngon lành. Ok nha. Ok. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái công thức tuyệt vời cho chúng ta rồi. Thì mong rằng các bạn và các anh chị cố gắng vì sức khỏe của mình mà mình bảo vệ cho chính mình. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.